Okay, xin chào tất cả mọi người, đã quay trở lại với kênh của Hưng. Trước mặt mọi người đây chính là VinFast Lux A 2.0 phiên bản tiêu chuẩn màu trắng, và có thể nói là một trong những chiếc xe bán chạy nhất hiện tại trong cái phân khúc này. Đấy, VinFast Lux A phiên bản tiêu chuẩn là một trong những chiếc xe với cái mức giá có thể nói là vừa phải và dễ mua nhất trong cái phân khúc dòng xe Lux này. Đấy, với mức giá hiện tại nếu như tính tất cả chương trình khuyến mãi là 881.695.000. Đấy. Chưa kể giảm giá từ việc sử dụng cái voucher mua nhà Vinhome. Voucher này có giá trị là 150 triệu với cái mức giá thị trường dao động từ 60 đến 65 triệu thì mọi người có thể giảm thêm được từ 80 đến 85 triệu. Đấy, 85 đến 90 triệu. Đấy, 85 đến 90 triệu nữa. Đấy, như vậy thì chiếc xe này chưa lăn bánh thì mọi người có thể thấy là nó ở mức giá là hơn, chỉ có thể nói là gần 800 nha, chưa lăn bánh gần 800. Đấy, Hưng không nói về cái vấn đề lăn bánh, Hưng chỉ nói về vấn đề là giá bán của xe sau tất cả các chương trình. Đấy, là gần 800. Đấy, VinFast Lux A. Và hiện tại thì trong showroom của Hưng đang có sẵn một chiếc là VinFast Lux A màu trắng phiên bản tiêu chuẩn, có thể giao ngay. Số Vin sản xuất là 2021 và xe mới được nhập về. Đấy. Với những cái chương trình đưa ra trong tháng 3 của VinFast Việt Nam, đó là chương trình tiếp tục gia hạn chương trình giảm lãi 2 năm hay còn gọi là miễn lãi 2 năm. Và chương trình này sẽ gia hạn trong tháng 3, kèm với đó là chương trình vay cắn trừ. Vay cắn trừ thì mà quý khách hàng sẽ chỉ cần bỏ ra cái số tiền có thể nói là thấp nhất để có thể sở hữu được xe. Đấy. Còn chương trình không lãi 2 năm thì chắc là nhiều khách hàng đã biết rồi. Chương trình này thì nó xuyên suốt từ 2020 đến bây giờ. Và chương trình này thì giá xe sẽ cao hơn 10% so với cái việc quý khách hàng trả thẳng hoặc là vay thường. Vay thường ở đây có nghĩa là vay bằng cái chương trình của ngân hàng trả lãi từ năm đầu tiên. Đấy. Bây giờ Hưng sẽ đi một vòng quanh xe để mọi người xem lại chiếc VinFast Lux A phiên bản tiêu chuẩn này có những cái gì. Đấy, chúng ta có bộ mâm này. Đây, mâm xe là 18 inch. Đấy, với lốp Michelin khá là mỏng. Mâm này thì mâm 5 nang kép và 10 nang đơn. Đấy. Phía trước chúng ta có hệ thống đèn LED rất là sáng nha. Đấy, mi LED phía trên với đây, hệ thống đèn light ban ngày. Hình cánh chim rất là đẹp. Phía trước chúng ta cũng có sẽ có bốn cảm biến này, phía sau sẽ có bốn cảm biến. Chỗ này chúng ta có một hốc gió giả này. Đấy, đi vào để làm mát lưới tản nhiệt bên trong. Ở đây thì chúng ta có cái lưới tản nhiệt hình trụ bậc thang với cái chữ S cái điều. Rất là nhiều người thắc mắc cái này, cái gì đây? Sao làm hai bên nó không cân xứng? Đấy. Hai bên không cân xứng đúng không? Mọi người đây, đây là cái này. Đấy, sao mà hai bên nó không cân xứng như thế? Đấy. Rồi, sang bên hông này thì chúng ta có gì? Đấy, chúng ta có những cái nẹp màu đen được sơn. Đấy. Ở viền xe này. Rồi trên cửa. Đấy, cũng là nẹp màu đen chứ không phải là nẹp mặt chrome. Con này thì sẽ không có cam 360. Đấy, không có 360 nha. Xi nhan báo rẽ trên gương là bằng LED. Đấy. Phía sau thì chúng ta có gì? Bốn cảm biến, camera lùi, hệ thống đèn đốm phía sau thì có thể nói là giống 100%. Đấy, giống 100% so với lại cái phiên bản khác. Đấy. Đây, lớp A 2.0 turbo. Đây, chúng ta có camera lùi. Đấy, ống xả thì chúng ta chỉ có một bay thôi. Và quý anh chị về sẽ đổ thêm một bay nữa cho nó căng xứng cái xe. Đấy. Về phần nội thất thì ở những video trước Hưng giới thiệu khá là nhiều và Hưng sẽ đến kèm link mô tả cho mọi người xem. Đấy, trong video này Hưng giới thiệu chi tiết về cái chương trình bán hàng của tháng 3 dành cho VinFast Lux A. Đấy, đặc biệt là phiên bản tiêu chuẩn này thì nó chỉ rơi vào tầm mà nếu như mà được khuyến mãi hết chưa đến 800 triệu. Đấy, chưa đến 800 triệu. Còn với phiên bản nâng cao thì sao ạ? Phiên bản nâng cao thì nếu như mà Hưng nói lần bánh luôn nha, chưa đến 1 tỷ. Và phiên bản gần 1 tỷ đấy, và phiên bản cao cấp bản full thì nó chỉ hơn 1 tỷ mốt một tí thôi. Đấy, để chúng ta có phiên bản full rồi.
Ok, như vậy thì nếu như đang quan tâm đến chiếc xe này hoặc là những chiếc xe khác, những cái màu khác, thì quý khách hàng có thể inbox trực tiếp cho Hưng hoặc là điện thoại trực tiếp cho Hưng để Hưng tư vấn. Đấy, Hưng tư vấn về các chương trình vay, về cách thức mua hàng cũng như là cái phương án thanh toán cho khách hàng lựa chọn nó phù hợp nhất với cái tài chính của mình. Rồi, nếu như đang quan tâm liên hệ trực tiếp cho Hưng ở cái số điện thoại Hưng để bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.